Rồi, mà đó mình nhấn cái nút OK để mình quay lại video của màn hình. Rồi, mà cô chú anh chị quay trở lại. Buổi tập của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chứng bệnh mất ngủ và cái cách các cái giải pháp đến từ Jin Yoga trị liệu để chữa bệnh mất ngủ nhé. Chúng ta sẽ vừa tập và vừa lắng nghe các kiến thức đan 10 ngón tay vào nhau. Thế trái núi này. Không cần dùng quá nhiều sức nhá. Nhẹ nhàng thôi. Chứng bệnh mất ngủ là một trong những chứng bệnh mà trước đây chỉ có ở người già, người cao tuổi thôi. Nhưng bây giờ thì trẻ hóa rất là nhiều. Và đặc biệt ở những cái độ tuổi khoảng tầm 30 trở lên, rất nhiều người bị khó ngủ, thậm chí là mất ngủ. Và nguyên nhân thì hầu hết mọi người đều không tìm đến nguyên nhân, mà chỉ tập trung vào các cái sản phẩm gì đó để giải quyết cái vấn đề của mình. Ban đầu thì có thể chúng ta thi thoảng mới bị căng thẳng mệt và khó ngủ, lâu dần dẫn tới là trở thành bệnh mãn tính. Có một số người gần như là một vài năm luôn, mỗi một ngày cùng lắm chỉ ngủ được tầm khoảng 2 tiếng buổi tối, để lại những cái hậu quả rất là lớn. Và ở nữ giới đấy, ngoài cái việc suy giảm sức khỏe còn suy giảm cả sắc đẹp. Cụ thể là mắt thì có những cái vết thâm quầng, hoặc là cái sắc da của mình xuống rất là nhiều, thần thái của mình suy sụp rất là nhiều. Chính bản thân mình cũng cảm thấy rằng là khó chấp nhận được với cái hình thái cơ thể đó. Tuy nhiên thì giải pháp thì có rất nhiều giải pháp, hầu hết đến từ các cái sản phẩm thực phẩm chức năng, ăn uống và thuốc. Và khi chúng ta đã lạm dụng thực phẩm chức năng và thuốc thì có nghĩa là tình trạng của chúng ta đã bị phụ thuộc rồi. Mà nguyên nhân thì mình lại không bao giờ tìm hiểu là nguyên nhân đến từ đâu. Chính vì vậy mà các cái giải pháp của chúng ta càng ngày càng giống như là lặng đô thêm, tăng liều đấy, thì mới có thể để giải quyết được vấn đề của mình. Vậy thì buổi tập của ngày hôm nay đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Chúng anh chị cứ giữ thật tĩnh này. Nguyên nhân gì mà dẫn tới bệnh khó ngủ mất ngủ? Điều đầu tiên mà quan trọng nhất ấy, chẳng ai để ý tới bao giờ, đó là cơ thể của chúng ta bị mất nước. Mất nước nhé. Sau khi bị mất nước trong một thời gian dài thì bắt đầu toàn bộ cơ thể của chúng ta trong ngoài, cụ thể là cơ quan nội tạng bên ngoài cơ thể của chúng ta mà bị mất nước thì da thịt của chúng ta sẽ khô lại và trở thành khô bò và khô gà. Ví dụ như thịt bò khô đấy, thịt gà khô đấy, mất nước thì sẽ khô lại, thì thịt của chúng ta cũng tương tự như vậy. Và bên trong cơ thể, đặc biệt là các cơ quan nội tạng cũng trở thành khô bò và khô gà như vậy nhé. Mức độ tiếp theo này, nặng hơn một chút. Khi khô đến ngưỡng độ nhất định thì thân nhiệt của chúng ta sẽ bị tăng lên. Buổi trước cô chú anh chị biết rồi, thân nhiệt của mình thường là duy trì ở cái độ khoảng tầm 37 độ. Mà vượt cái ngưỡng độ nhiệt độ đó thì bắt đầu tiến sang độ sốt, đúng không? Mà thân nhiệt tăng lên thì chúng ta sẽ rất là khó ngủ. Cụ thể là khi mà trời nóng nhé, thì chúng ta sẽ rất là khó ngủ hơn so với trời mưa. Và tiếp tục này, khi tăng nhiệt lên rồi thì chúng ta lại không biết cách giảm nhiệt bằng cách nào, mà chỉ sử dụng các cái sản phẩm ví dụ như là thuốc hoặc các loại thực phẩm chức năng, thì là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta biết được rằng là do cơ thể chúng ta mất nước dẫn tới khô cơ, và khi khô cơ thì tăng nhiệt, và tăng nhiệt thì chúng ta lại không tìm đến nước, và cái vòng luẩn quẩn như vậy chúng ta lại bị làm sao, cứ tăng nhiệt khô cơ mất nước, tăng nhiệt khô cơ mất nước, và cuối cùng là khoảng ngủ luôn. Thôi buông tay của mình xuống, với dài tay sang hai bên này, xoay đầu sang trái, xoay căng đầu sang trái nhé. Nhưng để giải thích ngắn gọn như vậy thì rất khó người có thể hiểu được, thì tôi sẽ giải thích thật kỹ nhé. Mất nước là mất cái gì, khô cơ là khô như thế nào ra làm sao, tăng nhiệt là tăng cái gì, và cuối cùng là cấp nước thì cấp nước gì. Chứ không phải nói chung chung như vậy thì mình sẽ cảm thấy rằng là khó hiểu luôn, mông lung và cụt. Đầu tiên này, chúng ta phải biết rằng là cơ thể của chúng ta khi mà còn trẻ đấy, tầm khoảng 5 tuổi đổ lại, từ 1 đến 5 tuổi, thì tổng lượng nước trên cơ thể của chúng ta sẽ duy trì tầm khoảng trên dưới 70%. Cô chú anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy những đứa trẻ nhé, các con nhỏ, các cháu ấy, tầm ở độ tuổi đó da thịt rất là mềm mại,
mềm phấn đó. Mềm ơi là mềm, mềm tan nha. Và đến khi chúng ta tầm khoảng 40-50 tuổi trở lên thì bắt đầu tổng lượng nước trong cơ thể của chúng ta chỉ còn tầm khoảng trên 40% thôi. Thường thường sẽ duy trì được vào tầm khoảng 43 đến 47%. Và hầu hết những người ở cái độ tuổi đó trở lên mà duy trì cái lượng nước ở độ tuổi đó thì hầu hết là những người chưa bao giờ học tập các kiến thức về vận hành cơ thể của mình. Chưa bao giờ nhé. Có thể cô chú anh chị có điều kiện kinh tế tốt hoặc là giỏi giang ở một lĩnh vực gì đó, nhưng chưa bao giờ học tập các kiến thức vận hành chính những cái bộ phận cơ thể của mình. Và đặc biệt là ở những người béo và những người gầy là lượng nước trong cơ thể bao giờ cũng duy trì chưa bao giờ đạt được 50%. Vậy thì chúng ta đã mất tầm khoảng 20%. Và chúng ta có thể so sánh luôn nhé. Trẻ con ngủ rất là nhiều. Vì lượng nước có nhiều thì phải ngủ nhiều thôi. Đúng không? Còn chúng ta lượng nước ít dẫn tới là chúng ta khó ngủ. Và càng già thì càng ít nước thì càng ít ngủ. Rất nhiều người già chỉ ở tầm khoảng 4 giờ sáng hoặc tầm 3 giờ đã dậy rồi. Ngủ thì có thể là vẫn 11 giờ như bình thường. Nhưng mà 3 giờ sáng đã dậy rồi. Tại vì thân nhiệt của chúng ta căng cao quá. Tại vì chúng ta mất nước. Có đúng không? Thì đó là những cái ví dụ so sánh đo lường khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta còn nhiều nước và khi chúng ta lớn tuổi dần lên, chúng ta mất nước dần đi. Đến những bước tiếp theo là khô cơ. Thì khô cơ, cô chú anh chị nghĩ rằng là khô cơ làm chỉ có chuyện khô, đúng không? Nghe thầy thầy nói chuyện thì có vẻ không hợp lý. Thôi xoay đầu sang phải. Không logic, không hợp lý. Vậy thì khô cái gì? Thì lấy luôn những cái ví dụ điển hình trong đời sống hàng ngày nhé. Cái con gà, con ngan mà chúng ta để cho quá lứa đấy. Có thể là để cho nó đẻ xong rồi đến năm thứ sáu, năm thứ bảy, chúng ta bắt đầu mới cảm thấy rằng cái sản lượng trứng nó thấp đi thì chúng ta mới thịt để ăn đúng không? Thì những cái con gà, con ngan đó chúng ta có mà rang, rang, rang hoặc rán hoặc xào hoặc là hấp gì đó. Nó rất là dai, thịt nó rất là dai, dai như cái lốp, lốp xe ấy. Dài như cao su luôn. Hương vị thì vẫn còn nhưng mà rất là dai. Thì trước đây tôi cũng được ăn vài lần như vậy. Mẹ đi chợ để mua những cái thực phẩm từ những con gà khô, con ngan già, gà già và thậm chí là con heo rất là già và không ăn được, không thể ăn được, dai lắm, không ăn được. Thì thịt của trẻ con cũng rất là mềm và thịt của người lớn thì cũng khô đi y xì như vậy. Thì đấy là cái cảm quan từ phía ngoài nhé, mình đo lường được từ phía ngoài. Chứ mình cũng chưa ăn thịt người, mình nhai bao giờ mà mình biết nó khô dai như vậy. Nhưng mình hoàn toàn có thể đo lường được như vậy nhé. Và trong quá trình tập yoga chúng ta cũng đo lường được nhé. Tại sao nữ giới đấy, họ lại phục hồi những cái tổn thương cơ thể rất là nhanh. Mặc dù họ có rất nhiều những tổn thất, tổn thương cơ thể. Và cái tuổi thọ trung bình của họ rất là cao so với nam giới nhé. Và có thể đo lường được bằng mắt này. Hầu hết những người tập yoga thì đa phần nữ giới rất là mềm dẻo. Đúng không? Vì cơ thể của họ có nhiều nước, thịt của họ mềm. Còn đa phần nam giới thì làm sao? Cơ thể ít nước và cơ khô dẫn tới là tập rất là cứng. Nhưng đa phần mọi người nhé, không đánh giá được cái tầm quan trọng của cái việc là cơ mình bị khô. Mà chỉ nghĩ rằng là mình cứng, đàn ông thì phải cứng cỏi, phải rắn giỏi. Cứng cỏi rắn giỏi thì đúng rồi. Nhưng đến một cái độ tuổi nhất định thì sức lực, cái sức mạnh ấy, nó sẽ mất đi. Ở cái độ tuổi 30 thì không còn nữa rồi. Nó chỉ có mất dần đi theo thời gian thôi. Và cái con số trung bình thì cũng khỏi cần phải bàn, phải đo lường làm gì cả. Sau tầm khoảng 50 tuổi thì 100%, gần như 100% nam giới nhé, sẽ yếu hơn nữ giới rất là nhiều. Kể cả về mặt sinh lý hay là tất cả những cái bộ phận cơ quan tạng khác. Và tuổi thọ trung bình thì thấp hơn nữ giới cả chục năm giờ. Đó, nguyên nhân và giải pháp mình cũng chẳng cần phải biết đến làm gì cả. Nhưng mà đo lường thì mình nhìn thấy ngay rồi. Rồi buông, quay lại. Đan 10 ngón tay vào nhau cứ chậm rãi thôi. Rồi gập người xuống, đẩy cao tay về phía trước. Quá chặt nhé. Khi khô cơ thì có rất nhiều giải pháp làm cho chúng ta không bị khô cơ nữa. Nhưng lý do mà làm cho chúng ta khô cơ chính lại là do cái sở thích của chúng ta. Chúng ta coi cái việc tập luyện không phải là một cái thói quen bảo dưỡng và sắp xếp lại những cái sự tổn thất xô lệch sọc sạch của cơ thể cũng như là khấu hao của cơ thể khi lao động và làm việc, mà chúng ta coi cái việc tập luyện là cái môn sở thích, mình thích môn gì thì mình tập môn đó, có đúng không? Hàng ngày chúng ta lao động làm việc vui chơi giải trí bao gồm cả tập luyện thể dục thể thao thì đấy chính là khấu hao cơ thể.
Và tất cả những người chơi thể thao thì chắc chắn sớm hay muộn đều có tổn thương về cơ thể, có đúng không? Nhưng khi tập thể dục thì chắc chắn là không có tổn thương nhé, mà chỉ có nhìn nhận và cảm thấy cơ thể của chúng ta khỏe mạnh lên hàng ngày, nhiều hoặc ít, cứ mỗi ngày lại tăng trưởng một chút. Vậy thì việc tập thể dục chính là sắp xếp lại, thu xếp lại cái sự xô lệch sập sạch mà hàng ngày chúng ta làm việc bị khấu hao đi hoặc bị tổn thất, và chỉ có tập thể dục, cụ thể là tập gym yoga và các bộ môn yoga trị liệu thì mới nâng cấp được sức khỏe của chúng ta lên, và chúng ta hoàn toàn có thể đo lường được điều đó nhé. Và kết quả cuối cùng là càng ngày chúng ta càng mềm dẻo dần ra tất cả các vị trí ổ khớp trong và ngoài cơ thể. Ngoài cơ thể là bao gồm da thịt, trong cơ thể là các ổ khớp, các dây chằng, đúng không? Và các cơ quan nội tạng cứ mềm dần ra theo thời gian. Và cái mức độ tiếp theo, tại sao chúng ta lại bị tăng nhiệt? Lý do chúng ta bị tăng thân nhiệt là do chúng ta bị khô cơ, dẫn tới cơ của chúng ta bị ngắn. Khô cơ ở đây bao gồm da thịt nhé, bao gồm các dây chằng ổ khớp và bao gồm các cơ quan nội tạng của chúng ta cũng bị khô. Có rất nhiều người bị khô lá gan. Khô gan thì có thể là bị viêm gan trong một thời gian dài. Khô gan có thể là phát triển thành các loại xơ gan hoặc là suy giảm chức năng của gan, đặc biệt là nam giới. Chức năng của gan là một trong những cái bộ phận mà đã giải thích rất là nhiều. Nó hỏng đến 70-80% mà chúng ta chả biết nó hỏng. Không hề biết nhé. Để đến khi nó hỏng đến 80%, trên 80% rồi thì chúng ta không thể chịu đựng được cái cơn đau nữa. Các cái bệnh liên quan đến hỏng lá gan thì chúng ta cũng quýt đi chữa thì mất mất cái thời điểm vàng rồi để xử lý vấn đề rồi, đúng không? Khi đó chúng ta xử lý vấn đề thì cần một cái nguồn lực cực kỳ lớn và cái thời gian phục hồi rất là lâu, rất là dài. Thì cụ thể như sau: toàn bộ nhiệt năng của cơ thể của chúng ta hầu hết được lấy từ phần khoang bụng dưới, có nghĩa là từ trong phân ấy, từ trong các loại vi khuẩn có từ trong phân và trong quá trình chúng ta chuyển hóa thức ăn. Nhưng hầu hết là chúng ta ăn theo sở thích, ăn lung tung, thích cái gì thì ăn cái đó. Mình thích ăn bánh kẹo thì mình ăn nhiều bánh kẹo, mình ghét ăn đạm động vật thì mình ăn ít, còn ai đó là thích ăn cái gì thì ăn theo cái đấy, chứ chẳng có theo một cái quy tắc, cái công thức gì cả. Ngay cả khi mình bị tiểu đường rồi, mình vẫn ăn các loại tinh bột đường nhanh. Ngay cả khi mình bị gút rồi, mình vẫn ăn rất nhiều là đạm động vật, thậm chí là cả u nhọt rồi, mình vẫn ăn vô tổ chức về quy luật, ăn vì sở thích mà. Thì cô chú anh chị cũng có thể để ý thế rằng nhé, hơi buông lòng dài, buông tay, chung hai lòng bàn chân vào nhau thì lưng không ngồi. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được rất nhiều thứ, có thể bỏ đi được rất nhiều thứ gập người xuống, có thể tối giản được rất nhiều thứ trong cuộc sống để có thể làm cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và tối giản. Chắc chắn nhé, là đến một cái ngưỡng tuổi bất kỳ ai cũng sẽ va chạm rất là nhiều các cái sự mệt mỏi ở trong đời sống. Chúng ta bắt đầu cảm nhận thấy rằng là kể cả tiền, kể cả vật chất, thậm chí là cả con cái, bố mẹ, những cái tài sản vật chất hữu hình, những cái tài sản tâm lý vô hình, mình càng nắm giữ nhiều thì mình càng mệt. Đây là thực tế. Nhất là cái trận bão vừa mà xảy ra, ai đó mà càng sở hữu nhiều tài sản thì càng lo. Những người bảo có những cái view triệu đô đấy, view triệu đô hướng biển, view tỷ đô, view triệu đô, view tỷ đô là hướng biển, lưng dựa núi. View triệu đô là view núi, tầm nhìn thẳng, không khuất. View triệu đồng là hướng hồ, hướng ao, đúng không? Còn view hướng phố, hồ càng view tỷ đô, view triệu đô thì vừa rồi thì bay sạch, mất luôn tỷ đô, mất luôn triệu đô luôn. Lo nghĩ bất an, nhà nhiều nhà thì phải lo chống bão nhiều nhà, con cái nhiều, bố mẹ nhiều, mọi thứ càng nhiều thì càng lo nghĩ bất an, kể cả là vàng nhiều mà chia nhỏ ra nhiều đồng tiền thì cũng suy nghĩ bất an nhiều. Thật tĩnh nhá. Thì chúng ta bắt đầu cắt dần và gói gọn lại để làm mình đỡ lo nghĩ, đỡ bất an, đúng không? Và thân nhiệt của chúng ta cũng tương tự như vậy, bị tăng nhiệt lên từ rất là nhiều nguyên nhân chứ không chỉ một nguyên nhân nhé. Nhưng nguyên nhân chính là nằm ở khu vực bụng dưới của chúng ta và giữ ổn định thân nhiệt là khoảng 37 độ. Vậy thì các cái nguyên nhân nhỏ từ tâm lý, từ lo nghĩ,
và từ ăn uống sai cách, vô tổ chức, vô kỷ luật. Chúng ta có thể cắt đi rất nhiều thứ trong cuộc sống để làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, không lo nghĩ. Nhưng chúng ta có một thói quen là ăn uống, là một trong những thói quen nó ngấm vào tận cái tế bào não của mình rồi. Nó ngấm vào tận cả con vi khuẩn nó điều khiển não bộ của mình rồi. Và ai đó mà sẵn sàng bỏ cái món ăn mình yêu thích và không ăn món ăn đó thì có thể khẳng định nhá, những người đó là những người thực sự là phi thường và đặc biệt đấy. Có thể cũng chẳng làm được cái việc gì to tát cho cuộc đời đâu, nhưng họ hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của họ, kiểm soát được sức khỏe của họ, họ hoàn toàn có thể kiểm soát được cả cảm xúc của họ, thậm chí là cả sở thích. Họ có thể cắt đi cả những người bạn thân, cả những bạn thân chơi với nhau 3, 4, 50 năm rồi, thậm chí là 6, 70 năm rồi mà cảm thấy không phù hợp, cắt. Không phải là vì không thích nữa, mà họ cảm thấy không cần thiết nữa. Cắt. Cắt đi rất là nhiều thứ, nhưng chỉ khi mà dám cắt đi những cái đồ ăn mà mình yêu thích đấy, thì đấy mới là thực sự là lo, nghĩ và yêu quý cái cơ thể của họ. Thôi buông, lòng dài. Rồi, thì đứa trẻ nâng cao chân trái kéo sát, khóa chặt nhé. Và khi biết cắt đi những cái loại thực phẩm phù hợp, không phù hợp và bổ sung thêm những loại thực phẩm mới tốt lành thì chúng ta mới có cơ hội là giữ ổn định cái thân nhiệt ở phần khoang bụng dưới của mình. Lý do tại sao nhỉ? Tại vì khi chúng ta có thể đo lường nhá, là khi nào đó mình ăn nhiều hơn mức bình thường một chút, hoặc ăn một loại vài loại thức ăn cay nóng có cái tính nóng thì chúng ta cảm thấy khó ngủ, thấy bồn chồn, thấy ngứa ấy, thấy khó chịu và bực bội một chút, ấm ách bực bội là do các loại khuẩn nó sinh sôi phát triển nhiều ở trong cái loại thực phẩm chúng ta ăn vào, làm tăng thân nhiệt của chúng ta lên. Có thể là tăng khoảng nửa độ hoặc là một độ thì sẽ đạt tới độ sốt. Mà độ sốt ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta sốt toàn thân nhé. Sốt toàn thân thì hạ sốt rất là dễ. Nhưng ở đây chúng ta sốt ở một vài bộ phận. Và khi sốt ở một vài bộ phận thì có nghĩa là một vài bộ phận nó đang có sự tổn thất, có tổn thương và tổn thất nhé. Thì tổn thất cái gì? Cô chú anh chị nhìn đấy, khi mà chúng ta có một cái vết nhiệt miệng ấy, thì cái miệng của chúng ta sẽ tăng cái độ sốt ở khu vực miệng. Chúng ta bị đau răng thì toàn bộ cái hàm của chúng ta sẽ tăng nhiệt. Chúng ta bị đau ở dạ dày thì cái dạ dày của chúng ta sẽ tăng nhiệt. Vậy thì trong trường hợp chúng ta bị tăng nhiệt ở 10 khu vực, 10 bộ phận chứ không tăng nhiệt toàn thân nhé, thì sẽ đạt tới cái độ sốt ở từng khu vực và bộ phận đó thì ngủ làm sao được, đúng không? Mà lại đi uống thuốc ngủ vào với các loại thực phẩm chức năng để giúp cho ngủ tốt hơn phụ thuộc vào cái điều đó, thì có chữa đến mùa quýt cũng chẳng bao giờ khỏi được, nguyên nhân vẫn còn nằm đó. Mà chúng ta chỉ sử dụng cái giải pháp là uống thuốc ngủ cho nó ngủ cho nó xong việc, đúng không? Còn hàng ngày nó vẫn sốt đùng đùng, cơ thể của chúng ta vẫn tổn thương, vẫn tổn thất thì làm sao có thể chữa trị được tận gốc được, đúng không? Và tăng nhiệt thì chúng ta hoàn toàn có thể làm sao nhỉ, đo lường được bằng các cái nhiệt độ nhiệt kế. Ví dụ bây giờ mình bình thường cái miệng mình không bị nhiệt, răng mình không bị đau, mình đậm ngậm cái đo nhiệt độ vào nó chỉ là 37 độ C thôi, nhưng khi mình đau răng, mình nhiệt miệng, mình ngậm vào chắc chắn là nhiệt độ sẽ tăng. Hoặc đơn giản là bộ phận sinh dục của mình, bộ phận sinh dục của nữ nhé, không có viêm nhiễm, không có tổn thương thì chúng ta đặt cái nhiệt độ vào nó chỉ từng đó độ thôi, nhưng khi có tổn thất tổn thương chúng ta đặt cái nhiệt độ vào chắc chắn là sẽ tăng. Thì ở đây có hai ba anh nam giới cộng với thầy là nam giới, chúng tôi cũng tương tác quan hệ tình cảm tình dục với nữ giới. Những người khỏe mạnh thì thân nhiệt của họ rất là ổn định, thành âm đạo của họ, âm đạo của họ nhiệt độ ổn định, nhưng khi họ có tổn thất về âm đạo, về bộ phận sinh dục thì tự động nhiệt của họ sẽ tăng lên, và chúng tôi là người cảm thấy cái điều đó nóng rát khó chịu, đúng không? Thì có thể mọi người không có nhiều trải nghiệm hoặc là có trải nghiệm nhưng không đo lường được cái trải nghiệm đó thì mọi người không biết, nhưng cũng trong quá trình tập đấy thì mình sẽ thương lượng được những cái kinh nghiệm như vậy thì mình hoàn toàn có thể sử dụng nhé, cách này hoặc cách khác. Rồi giữ thẳng chân trái của mình ra, nó sát là chán. Cuối cùng này, khi đạt đến được những cái ngưỡng độ sốt đó rồi thì mình cần phải có cái giải pháp, đó là hạ cái nhiệt của mình xuống hoặc là ăn uống làm sao, tập luyện làm sao. Thì giải pháp đầu tiên quan trọng nhất, sau khi mình biết được lý do rồi đúng không, thì giải pháp đầu tiên quan trọng nhất chính là nước để giảm cái nhiệt độ của mình xuống.
Tuy nhiên thì mình cũng chẳng biết nước gì. Càng uống nước trắng vào nhiều thì mình lại càng khô miệng. Và đứng lên cái máy quét, máy đo thì lượng nước của mình vẫn thiếu. Không hiểu sao em uống nhiều nước thế thầy ạ. Em đi tè nhiều lắm, uống nước nhiều, nhất là buổi tối đi tè rất là nhiều, mà đứng lên máy quét đo vẫn thiếu nước. Vậy thì rõ ràng là cái loại nước mà chúng ta cấp là nước sai, nước không đấy không dùng để cho cấp hạ nhiệt, mà nước đó chỉ uống cho nó có nước thôi. Và đúng là có rất nhiều loại nước nhé, và chia được ra có hai loại nước chính, đó là nước ngoại bào và nước nội bào. Cô chú anh chị lưu ý nhé, nước ngoại bào và nước nội bào thường là mình chỉ biết đến là nước trắng, nước suối, nước khoáng, nước kiềm, đúng không? Còn từ nước ngoại bào và nước nội bào thì chắc là mình nghe lạ nhỉ, hay nói có vẻ hấp dẫn, có vẻ hơi lạ lạ. Vậy nghe thử xem nó là cái gì, nước gì. Bây giờ đây thì có rất nhiều người quan tâm đến nước kiềm, tại vì có một số các loại máy bán cái loại máy lọc kiềm hoặc là tạo kiềm, họ tạo ra một cái trào lưu hầu như là của toàn xã hội, và khi bán cái máy đấy thì mình cũng có cái quyền lợi, thành ra là mọi người tập trung khá là nhiều. Nhưng nước ngoại bào và nước nội bào thì hầu như thị trường người ta không hướng tới, vì khi biết điều đó thì chúng ta sẽ khỏe mạnh, mà khỏe mạnh thì sẽ không có thị trường vận hành cái điều đó. Họ chỉ cho chúng ta những điều đúng nhưng mà thiếu, còn muốn đủ đầy thì mình buộc phải học thôi, chứ chẳng ai bảo không mình như vậy. Mình khỏe mạnh quá thì làm gì có chuyện mà người ta kiếm được tiền, có đúng không? Nhưng cái công việc của tôi không phải là tốt đẹp tuyệt vời, mà không đẹp cái công việc đấy là một cái cách học nó rất là vất vả, không phải ngày một ngày hai mà thu lượm được kiến thức mà sử dụng được ngay, cần phải có một thời gian rất là dài. Và đến một cái điểm chạm nhất định rồi thì mọi người tự động sẽ có kiến thức để tự tìm hiểu được. Hơi hạ chân trái của mình xuống cho mọi người. Dựng thẳng lên. Chung hai lòng bàn chân vào nhau. Hơi xoay người sang trái. Vặn. Xoay cam cổ nhé. Thì để tập trung được ngay, tìm hiểu được ngay vào nước nội bào là gì, thì cô chú anh chị phải biết được cái cách mà nước nội bào giúp cơ thể chúng ta vận hành. Thì giả thiết nhé, trên tay tôi đang cầm cái chai nước, thì ở trong chai chính là nước nội bào. Giả thiết bây giờ tôi thả cái chai vào cái bể nước hoặc là cái xô nước, thì cái nước ở ở cái xô đấy, cái bể đấy chính là nước ngoại bào, nước ở ngoài tế bào. Vậy thì mình hình dung ra được ngay rồi đúng không? Nước nội bào chính là nước ở trong tế bào, còn nước ngoại bào chính là nước ở ngoài tế bào. Giả thiết bây giờ trong cơ thể chúng ta có hàng triệu tỷ tế bào, vậy thì sẽ có nước ngoại bào và nước nội bào. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nước ngoại bào là gì. Nước ngoại bào là nước trắng, đúng không? Là cái nước kiềm mà mình uống hàng ngày, nước trắng, nước kiềm và các loại nước khác. Còn nước nội bào là nước cấp cho cái tế bào đấy, trực tiếp cho cái tế bào ở trong tế bào nhé. Có cái từ khóa mà cô chú anh chị nghe rất là nhiều là mất gốc tự do và oxy hóa. Oxy hóa và mất gốc tự do nhé. Thì đấy chính là nước dành cho tế bào để chống bị mất gốc tự do, mất oxy hóa. Tại sao chúng ta lại phải uống cái loại nước đó và cấp loại nước đó? Vì khi chúng ta mất gốc tự do thì có nghĩa là mất một nửa lượng nước ở trong tế bào. Và theo nguyên tắc ấy, theo công thức ấy, là khi tế bào đó bị mất nước thì nó sẽ tạo ra một dòng điện trái chiều với cái gốc tự do, cái tế bào mà có còn lượng nước đầy đủ. Ví dụ ở bên cạnh các tế bào hàng triệu tỷ tế bào đó đứng cạnh nhau hàng ngày, có một tế bào thì có một hoặc nhiều tế bào thì có cả các gốc tự do rất đầy đủ, cả âm và dương, nhưng có một số tế bào thì chỉ có một nửa thôi. Vậy thì nó sẽ tạo ra một dòng điện trái chiều, nó hút và nó giật cái lượng nước ở bên kia sang, có đúng không? Giật cái tế bào ở bên kia sang, và hàng triệu tỷ tế bào đó hàng ngày cứ liên tục giật năng lượng của nhau thì thân nhiệt của mình sẽ bị tăng lên từ mức độ tế bào, chứ không phải là nhiệt của chúng ta tăng lên ở từng khu vực nhé hay từng bộ phận nữa, mà từ trong tế bào. Và hoàn toàn có thể đo lường nhé, tất cả những người uống thiếu nước, đo lường thiếu nước và mất gốc tự do đều già hơn người bình thường. Người ta 40 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi, người ta có cái độ đẹp mặn mà, độ đẹp chín chắn, độ đẹp của người người già, đẹp lão. Mình ba mươi mấy 40 tuổi là trông đã khô khan, cằn cỗi rồi,
trông cứ kiểu khắc khổ ấy, trông cứ kiểu như là thiếu sức sống đúng không, hoặc là phụng phịu bẹo cơ mặt cơ mép cơ mũi bụng lách, tất cả mọi thứ nó chảy xệ nó rơi rớt xuống và nhiệt mình tăng rất là cao. Thôi buông quay lại thì cái bàn, dừng hai chân tay đưa về sau, động tác rất là đơn giản quen thuộc nhưng mà giữ lâu nhá. Cô chú anh chị muốn nghe được rõ và kỹ thì phải tập vừa vừa sức thôi, tập trung vào việc nghe thì tập nhẹ nhàng thôi, đừng tập mạnh quá. Rồi giữ tĩnh, quá chặt giữ tĩnh nhá, vì để tránh trường hợp chúng ta bị mất gốc tự do, chúng ta bị tăng nhiệt và chúng ta bị oxy hóa, thì chúng ta phải cấp nước nội bào cho tế bào đó. Bây giờ cô chú anh chị sẽ quan tâm rất là nhiều từ cái việc nước nội bào là nước gì, cách uống ra làm sao đúng không? Nhưng để hiểu được về nước nội bào thì chúng ta buộc phải dông dài như vậy. Chứ chỉ có uống bụp một cái vào mồm thì 3 bữa chúng ta uống, 3 bữa chúng ta lại bỏ. Và thực tế thì có hàng tỷ người hiện tại đã và đang sử dụng thực phẩm chức năng. Có thể là tự chế ra thực phẩm chức năng, cũng có thể là uống các thực phẩm chức năng đã được đóng hộp, đóng gói sẵn. Nhưng mà cắt bụng, thi thoảng uống, rồi sau đó lại bỏ, lại thi thoảng, xong lại bỏ. Vậy thì đưa luôn nhá. Nước nội bào là tất cả những loại nước mà có ghi trên những cái vỏ hộp hướng dẫn hoặc là được tuyên truyền ở đời sống hàng ngày là chống oxy hóa, chống mất gốc tự do. Cứ cái sản phẩm gì, có thể là trà xanh, cũng có thể là cái lá trà xanh nhé, lá với trà xanh của chú anh chị có thể là nghiền thành dạng bột để rắc lên ăn với bánh đúng không, hoặc cũng có thể là rắc lên làm sao ăn trực tiếp với cơm cũng vẫn được. Bột trà xanh có rất là nhiều, bán trên thị trường, vô vàn luôn. Cũng có thể là lá vối, chúng ta cũng có thể là làm sao nhỉ, ngâm để lâu xong sau đó uống. Cũng có thể là vặt lá xanh uống luôn, vẫn cũng có những cái tác dụng như vậy nhé. Thì từ khóa chỉ đơn giản là tất cả những cái thực phẩm đặc biệt đến từ rau củ quả nhé, nhưng được hướng dẫn lon nhãn, trên lon nhãn hoặc là được liệt kê ra có một đoạn giải thích rất là rõ là sản phẩm này có cái tác dụng là chống oxy hóa, chống mất gốc tự do, thì đấy chính là sản phẩm có tác dụng cấp nước nội bào cho cơ thể và giữ lại cái nước nội bào đó, có nghĩa là cấp điện cho tế bào đúng không. Ngoài ra thì thầy có bán cái sản phẩm trà chống mất gốc tự do, thì cô chú anh chị ngoài cái việc là có thể tự chế biến ra được lá vối, lá trà xanh hoặc tự mua được những cái sản phẩm như vậy ở khu vực gần nhà mình, thì cô chú anh chị trong trường hợp khó khó có thể tìm được những sản phẩm tốt, giá hợp lý mà lại an toàn, có cả hóa đơn nữa, thì cô chú anh chị cứ liên hệ với thầy, thầy sẽ có cái trách nhiệm cấp những cái sản phẩm đó. À, ngoài ra thì đúng là thầy bán hàng thì thầy cũng có thêm mấy đồng đúng không, tăng thêm cái tình yêu cho cái nghề nghiệp của mình, có nghĩa là một việc tốt mà 2 3 người đều được lợi. Thôi gập đầu lên, hạ xuống, người ta đổi chân nhé, hạ chân trái xuống, tiếp tục nâng chân phải, thì đứa trẻ khóa siết kéo đổi bên thôi, thật thoải mái thả lỏng và thật tĩnh. Và nước nội bào hoặc các sản phẩm cấp được điện cho cơ thể thì đấy chính là giữ lại cái nước ở trong tế bào, thì đó là giải pháp đầu tiên nhá, giải pháp quan trọng nhất. Ngoài ra đấy còn một giải pháp nữa đến từ yoga, đó là cách tập yoga và các cái giải pháp đến từ việc hít thở thông qua quá trình luyện tập yoga sẽ giúp chúng ta chống bị khô cơ và ngắn cơ. Cô chú anh chị trong quá trình mình tập luyện hoặc đời sống hàng ngày sẽ gặp rất nhiều trường hợp bị ngắn cơ, cơ ngắn quá không tập được. Ví dụ như trong lớp mình đầy người kéo được cái chân chạm hẳn vào miệng của mình, vào cằm của mình mà lưng thẳng, nhiều người chỉ kéo được đến rốn không kéo được đến tận cằm của mình, thì có nghĩa là cơ của mình bị khô. Mình cứ nghĩ là ừ, cứng chả sao cả, không phải đâu, cứng có nghĩa là cơ mình bị ngắn, bị thành khô bò khô gà, thịt bò khô thịt gà khô đấy đúng không, thì là mất nước rồi còn gì nữa. Chúng ta cứ tưởng là trên da mình nhiều nước nhưng thực ra là đo lượng nước trên toàn bộ cơ thể chứ không phải ở trên mỗi bề mặt da nhé. Một đứa trẻ các con đấy 5 3 tuổi đổ lại đấy, sờ nó cứ mềm từ đâu ạ,
từ ngón chân út đến gót chân, đến tất cả những cái bộ phận trên cơ thể nó mềm tan nha. Còn chúng ta thì mông thì chai, gót chân thì chai, đúng không? Bàn tay thì chai, gáy thì cứng như bê tông cốt sắt, thịt thì dai, đúng không? Tập thì cứng, cứ lao ai oái đau chỗ này đau chỗ kia, trong khi đó lại còn điệu, lại còn chứng minh cho người ta biết rằng là mình đau như vậy là mình là người yếu đuối, mình là người dễ thương. Tôi khó tập, tôi không tập như vậy, thương tôi đi, yêu tôi đi, quan tâm đến tôi nhiều đi, vẫn còn điệu lắm, thì không ai có thể giúp được mình. Và cái thói quen, cái tư duy như vậy thì là không phù hợp. Rồi, vậy thì cách tập như làm sao nhé? Cách tập thì hàng ngày tôi chú ý chị tập với thầy thì tự động sẽ mỗi ngày truyền tải một chút, chứ không thể dồn dập trong một buổi là có thể truyền tải được hết. Tuy nhiên thì có những công thức như sau. Hơi duỗi thẳng chân phải của mình ra, kéo. Có những công thức để chúng ta biết cách tập nhé. Thứ nhất là tập, chúng ta chỉ tập khoảng 70% tổng lượng sức của mình thôi. Và khi tập thì chúng ta sẽ tập trung vào những bộ phận thuộc ưu tiên và bộ phận thứ tự ưu tiên. Những bộ phận ưu tiên là những bộ phận mà cần dùng nhiều sức nhất. Ví dụ ở như thế này, chúng ta cần phải tập trung vào hai tay, thì đây là cái bộ phận ưu tiên. Ở trong như thế, không có nó thì động tác buông ra mất hết luôn động tác. Còn khi tập luyện thì chúng ta sẽ cảm thấy bị đau ở cái cơ khoeo ở dưới gối, thì đấy là những bộ phận thuộc thứ tự ưu tiên. Có nghĩa là những bộ phận ưu tiên là bộ phận làm nhiều, bộ phận thuộc thứ tự ưu tiên là những bộ phận làm sao bị yếu. Thì có những bộ phận, có những động tác mà nhiều bộ phận yếu thì chúng ta tập trung vào bộ phận yếu nhất. Thì chúng ta cần phải giảm tổng lượng sức khỏe của mình xuống, giảm nhé. Trong trường hợp chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ sử dụng 70% sức của mình để tập với tất cả các động tác. Thời gian giữ tĩnh là quy định khoảng trên dưới 2 phút. Còn trong trường hợp chúng ta có tổn thất ở một vài bộ phận thì chúng ta phải tập trung cho bộ phận thuộc thứ tự ưu tiên. Giả thiết như bây giờ cái cơ khoeo đầu gối của chúng ta hoặc lưng của chúng ta bị đau thì chúng ta phải giảm toàn bộ lượng sức của mình xuống để phù hợp nhất với cái bộ phận đang đau nhất để giữ tĩnh được 3 phút. Ví dụ chúng ta đang sử dụng 70% sức của cánh tay, nhưng do cánh tay kéo đến 70% sức thì chân đau quá, thì chúng ta phải đo lường, à chân chỉ chịu được khoảng 30% sức của tay thôi. Thì có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào bộ phận thuộc thứ tự ưu tiên, đúng không? Cách tập như vậy sẽ làm cho thịt của chúng ta mềm ra theo thời gian và tâm trí của chúng ta sẽ khá thoải mái. Rồi, thì đó là cách tập nhé. Bước tiếp theo ấy, thì chúng ta phải tập với cái tinh thần là thong thả thôi. Đừng tập theo kiểu tôi khỏe thì tôi tập khỏe, tôi yếu thì tôi tập yếu, tôi thích thì tôi tập nhiều, tôi không thích thì tôi không tập ít. Mà tập với cái tâm thái là thong thả thôi. Thong thả, kệ nó. Đến đâu hay đến đó. Giống như mình buổi chiều đi thả diều đấy, cứ đùng đỉnh thôi. Giống như mình đi bộ đấy, với cái tâm thái là đùng đỉnh đi thôi. Đi đến đâu mình từng bước chân của mình va chạm vào mặt đất, mình cảm nhận thấy điều đó. Trọng lượng cơ thể mình dồn sang phải sang trái, mình cảm nhận thấy điều đó. Tập thật thong thả và thư giãn nhé. Rồi, thì quá trình thở như thế nào ra làm sao, đúng không? Thi thoảng chúng ta hít vào và thở ra thì chúng ta thở ra bằng miệng. Thi thoảng hít vào bằng mũi. Thường là khi tập chúng ta sẽ chỉ và hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi. Nhưng khi thở để đạt được cái trạng thái thong thả thư giãn thì thi thoảng chúng ta sẽ hé miệng ra và thở ra bằng miệng. Được không ạ? Rồi giải thích nhé. Tổng kết và giải thích nhé. Có phải là khi chúng ta thong thả làm một điều gì đó và thi thoảng chúng ta thở ra bằng miệng thì chúng ta sẽ có cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Và những cái trạng thái cơ thể như vậy đấy thì vô hình chung sẽ làm cho toàn bộ cơ quan tạng của chúng ta được thư giãn. Thay vì chúng ta thư giãn cơ bắp giống như là khi chúng ta đi thư giãn massage đấy, rồi hạ cái chân phải của mình xuống thế bạn người vặn người, xoay căng cái cổ của mình về vai phải, thế vặn người xoay căng cổ về vai phải, giữ tĩnh nhá, với cái tâm thái là và cả cái hành động luôn ấy, cứ thong thả thư giãn và thi thoảng thở nhẹ ra bằng miệng, không phải thở dài nhá, thì chúng ta sẽ tạo ra cái cơ hội là toàn bộ cơ quan tạng của chúng ta được thư giãn, cảm xúc rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thì tôi sẽ giải thích luôn để cô chú anh chị thấy rằng là hoàn toàn có thật nhé.
Có phải là khi chúng ta thư giãn thong thả là thỉnh thoảng chúng ta có cơ hội đi đâu đó chơi, du lịch, thư giãn ở một cái nơi nào đó, hoặc đơn giản chỉ là đi vào chùa thôi, hoặc là đi vào những cái nơi tu tập, thì chúng ta có cảm giác là buông lại mọi thứ, rất là đủ định, ngắm nhìn mọi thứ, đi cũng chậm lại, không vội vã, không tấp gì cả. Thì tự động cơ bắp của chúng ta sẽ thả lỏng, thịt chúng ta mềm ra, tính của chúng ta cũng lành lành xuống, cũng hiền hiền và lành lành xuống, có đúng không? Thứ hai này, khi chúng ta thở ra bằng miệng thì chúng ta có thể đo lường có rất nhiều kiểu thở miệng nhé. Thứ nhất là thở dài, mệt mỏi quá, đúng không? Thứ hai là thở giống như những người tu tập, thi thoảng họ hít sâu vào một vài hơi bằng mũi và họ hé miệng họ thở ra một chút, đúng không? Thì tự động họ cảm thấy người họ mềm tan, rất là dễ chịu và thoải mái. Còn khi mà chúng ta tập trung quá nhiều sức lực vào làm cái việc gì đó mà phải ngồi tập trung nghe, thì thi thoảng chúng ta ngáp, và khi ngáp thì ngáp cái hả cái thì tự động chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì có thêm cười, khi chúng tôi vui vẻ thì chúng ta sẽ há miệng và chúng ta cười, và cười thì cũng rất là dễ chịu và thoải mái, đúng không? Vậy thì cô chú anh chị có thể đo lường nhé, khi chúng ta thở ra bằng miệng có thể là thở dài, thở kiểu mệt mỏi, thở kiểu chán đời, cũng có thể là thở ra bằng miệng, hít sâu thở một vài hơi ra bằng khe miệng, khóe miệng của mình thôi, thở giống như ngồi thiền đấy. Và khi chúng ta ngáp, chúng ta cười, tất cả những hiệu ứng đấy đều có tính chất lây truyền. Lây truyền đúng không? Ai đó mà mình đang mệt mà gặp ai đó người ta ngáp thì mình cũng ngáp một cái, mình cảm thấy dễ chịu hơn. Ai đó người ta đang cười, nhiều người cười mà mình cũng bị cảm giác và cũng muốn cười, thì mình cũng làm sao, mình phải ở trong cái không gian lây cười đấy không, thì mình cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ai đó mà người ta làm sao thở nhẹ nhàng thoải mái thư giãn qua bằng miệng, và được hướng dẫn thở thoải mái thư giãn qua bằng miệng, thở về một bên khe miệng của mình đấy nhá, chứ không phải thở dài ra bằng miệng. Còn ai đó mà người ta thở ra cái kiểu mệt mỏi thì mình cũng bị nhiễm luôn cái sự mệt mỏi đó, đúng không? Mình đang mệt mà gặp ai đó người ta thở dài là mình cũng bực mình rồi. Thì đó là cái thở, cái cách thở của yoga đến từ yoga nhé. Giải thích đầy đủ chi tiết hơn này, đầy đủ và chi tiết hơn là khi chúng ta thở ra được bằng miệng nhưng là khóe miệng một bên thôi, rồi buông quay lại, tiếp tục này, duỗi hai chân về trước, duỗi thẳng hai chân về trước, càng duỗi lách lách lựa lựa, rút dài tất cả các đốt xương của chúng ta về trước. Khi chúng ta hít vào nhẹ nhàng bằng mũi và thở ra nhẹ nhàng bằng mũi, nhưng thi thoảng lại thở ra một về một bên khóe miệng, có nghĩa là hít vào bằng mũi này và khi thở ra thì chúng ta hơi mở nhẹ cái miệng của mình ra và thở về một bên. Khi thở về một bên không cần phải làm tròn cái miệng của mình để cố tình thở về một bên nhé, mà cảm giác thở về một bên thôi, thì tự động chúng ta sẽ thao rất là thong thả trong quá trình tập, và tự động chúng ta tạo cái cơ hội là cơ quan tạng của chúng ta được thả lỏng. Thì đúng là da thịt của chúng ta trở thành khô bò khô gà, thì tim gan phổi thận dạ dày của chúng ta cũng trở thành khô bò khô gà, và nhiệt của chúng ta không phải chỉ tăng lên từ da thịt nữa mà tăng lên từ cơ quan tạng. Và cách tốt nhất duy nhất là mềm cơ quan tạng của chúng ta ra, đó là tập với cái tâm thái nhẹ nhàng thong thả với 70% sức của mình, hoặc thuộc thứ tự ưu tiên và thứ tự ưu tiên và các bộ phận đang tổn thất. Trong quá trình đó thi thoảng thở ra bằng miệng, không chỉ trong lúc tập, chúng ta có thể ứng dụng suông nhé, trong lúc tập thôi, hoàn toàn có thể ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Thì cô chú anh chị để ý nhé, hầu hết tất cả các tôn giáo nhé, họ đều có một cái thói quen là cúi nhẹ đầu xuống, thả lỏng toàn bộ cơ mặt, buông lỏng hai vai, lòng bàn tay, và thư giãn vùng bụng rốn. Họ hít vào thở ra rất là đủng đỉnh và chậm rãi. Mình không cần cố tình hít vào chậm, không cần cố tình thở ra chậm, cứ hít vào bình thường
Nhưng khi thở ra thì thoải mái, chậm rãi, đùng đình, nhẹ nhàng. Để làm được điều đó đấy, thì tất cả cử động hàng ngày của chúng ta cũng phải chậm lại. Và càng nhiều tuổi, càng lớn tuổi, thì mặc định chúng ta sẽ làm việc hiệu suất hơn, nhưng lại rất là đùng đình. Có nghĩa là chúng ta không hấp tấp, không vội vã. Đúng không? Cứ đùng đình, hiệu suất công việc cũng rất là cao. Nhưng trong các cử động của chúng ta thì đã rất thong thả, rất là đùng đình. Chứ không phải già rồi, nhiều tuổi rồi mà ăn nói vẫn nhanh, tốc độ cao, tay chân vẫn luôn mồm năm miệng 10, luôn luôn loạn xạ như vậy, thì chắc chắn là thân nhiệt của chúng ta phải tăng, hệ thần kinh của chúng ta phải tăng cao, da thịt của chúng ta phải tăng cao, nhiệt độ lên, toàn bộ các cơ quan tạng của chúng ta cũng phải tăng nhiệt lên. Thì mình cứ nhận mình là người nóng tính, mình cứ nhận người mình là có căn. Người miền Bắc thì hay nhận người mình là mình có căn, mình hấp tính, mình nóng tính, mình như vậy. Nhưng nguyên nhân sâu xa nằm ở trong cơ thể của chúng ta, đó là chúng ta bị tăng nhiệt. Thì rõ ràng tất cả những cái đo lường là khi mình đến chùa chiền, những cái nơi mà tu tập, thì khi đó mình có cái cảm giác tất cả mọi thứ nó chậm lại. Tại vì sao? Ở trong cái không gian đó, nó cho chúng ta có cảm giác đủ bình, thư thái, thư thả, buông lỏng. Và chúng ta hít sâu, thở dài được một cách rất là tự nhiên nhá. Thì đấy là những cái môi trường mà nó giúp chúng ta tác động, mặc định tạo ra cái điều đó. Thì các buổi trước của chú anh chị đều nghe hết rồi về môi trường tác động mạnh hơn cả ý chí của mình luôn, cả ý chí của mình luôn. Mình chỉ có một cái môi trường tốt, một cái môi trường đấy mặc định sẽ đem đến cái điều tốt đẹp cho mình. Nhưng mình không hiểu sâu là tại sao lại như vậy, thì mình sẽ cũng bị phụ thuộc, bị chấp niệm quá nhiều và buộc phải có những cái môi trường đó, thì rất là lãng phí nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các công cụ, tất cả các giải pháp để giúp cho mình khỏe mạnh hơn, chứ không nhất thiết là phải có làm sao nhỉ, phải tập yoga, không nhất thiết là buộc phải sử dụng nước nội bào, không nhất thiết là phải đến những cái nơi chùa chiền tu tập. Chúng ta có thể sử dụng mọi cách để giảm cái nhiệt độ của mình xuống, để giúp mình có thể ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn, để có cơ hội giúp toàn bộ các cơ quan trong ngoài cơ thể của chúng ta phục hồi lại những cái tổn thất mà nó đang có. Hơi buông, ngồng đây, lại khoanh hai chân vào nhau, lặp lại tư thế ban đầu, đan 10 ngón tay vào, lắc lắc nhẹ nhàng, nâng cao và tách giãn các cái ổ khớp xương của mình lên trên. Tổng kết lại toàn bộ những cái nội dung và kiến thức chia sẻ trong buổi tập ngày hôm nay, để có thể chữa được bệnh khó ngủ, mất ngủ, thì chúng ta buộc phải hiểu được rằng là cơ thể của chúng ta đang tổn thất, và tổn thất ở đâu, và cái gì đang tổn thất bao nhiêu phần trăm, phải đo lường được chính xác là đang tổn thất bao nhiêu phần trăm, và chính xác là đang tổn thất da, thịt, gân, cơ, dây chằng, xương hay là những cơ quan nội tạng nào đó. Và sâu hơn một chút nữa, đó là chúng ta bị mất gốc tự do ở trong tận tế bào. Và giải pháp đưa ra nhé, thứ nhất là uống nước nội bào hoặc ăn các thực phẩm có cấp điện, có cấp cái gốc tự do cho cơ thể chúng ta. Thứ hai là tập luyện. Tập luyện chính là cái cơ hội để mình rèn luyện cái tâm thái đó để ứng dụng vào đời sống. Chứ không phải cứ tập sau khi một tiếng kết thúc là chúng ta lại vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn gọi là ngựa quen đường cũ, vẫn làm theo cái sở thích của mình. Ăn uống cũng vậy. Đến cái độ tuổi nhất định thì sức khỏe của mình sẽ tệ đi. Và ở cái thời điểm đó thì phải ăn những loại thực phẩm đó. Không thể có chuyện một người gút mà lại cứ đi ăn đạm động vật vào, hoặc là một người tiểu đường mà cứ tiếp tục ăn đường vào, đúng không? Ăn bánh kẹo ngọt vào, hoặc một người béo mà lại rất thích đam mê ăn uống nhiều vào, hoặc một người gầy mà cứ biếng ăn tiếp tục, làm sao mà khỏe được? Và để thay đổi được cái thói quen ăn uống thì mình đều biết là nó đã ngấm vào tận tế bào của mình rồi, hỏng từ trong mức độ tế bào rồi. Và thay đổi được điều đó thì chắc chắn là mình trở thành một cái người mà rất là đặc biệt. Không chỉ đơn giản là đặc biệt đâu, vô cùng đặc biệt đấy, để có thể mà bỏ những món ăn mà mình yêu thích xuống, ăn sang các món ăn mà mình không thích khác, lựa chọn những cái loại thực phẩm nó tối ưu, nó tốt nhưng lại có đảm bảo sức khỏe của mình, thì cũng không hề đơn giản, muốn nhưng không làm được đâu. Và cuối cùng là các cái giải pháp đến từ tập luyện.
Thì tập luyện chúng ta biết rồi, tập khoảng 70% sức của mình thôi. Làm gì có chuyện mà giữ cái động tác rất đơn giản như thế này, nhưng tập 100% sức của mình duy trì trong 2 phút. Chắc là duy trì được 2 phút thì chắc buông xuống thì mình cũng tê dại cánh tay của mình rồi, thậm chí là đau quá không làm được. Thôi buông tay của mình xuống. Tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau. Gập người về trước, đẩy thật mạnh tay về trước. Cuối cùng là chọn cho mình một cái môi trường tốt. Cái môi trường đó có thể là hàng tháng, hàng tuần, mùng 1 hoặc là hôm rằm. Hoặc là khi nào đó mà mình cảm thấy buồn buồn, mệt mệt. Mình có thể đến những cái view triệu đô, view tỷ đô. Hoặc là đến những cái nơi xa xỉ, tự thưởng cho mình một buổi không làm gì cả. Đi vào một cái khách sạn 5 sao. Đúng không? Đặt một cái voucher. Thường thường là các khách sạn 5, 7, 6 sao gì đấy. Thường là cuối tuần họ sẽ có một cái buổi gọi là tiệc buffet. Mình ở đó một ngày, buổi sáng thì ăn sáng cà phê thư giãn duỗi chân duỗi tay đúng không, sau đó thì đi bơi đi massage đúng không, rồi sau đó thì lại ăn buffet buổi trưa, sau đó lại đi bơi xong lại đi đánh tennis, tập gym, nghe nhạc, nhìn ra ngắm ra cái view ở trên thành phố nhìn xuống từ sáng đến tận tối. Xứng đáng quá gì nữa. Ở Hải Phòng, ở thành phố cũng là một trong những thành phố lớn, thì các cái khách sạn 5 sao là cũng có cung cấp cái dịch vụ như vậy trong một ngày buổi chủ nhật hoặc là buổi thứ bảy mình lên làm như vậy, hoặc là không có điều kiện tốt mình ở những cái khu vực mà hơi nghèo nghèo ngoại thành thì buổi chủ nhật thứ bảy mình có thể đến chùa hoặc là đến những cái thánh đường tùy vào những cái tôn giáo mình theo để trải nghiệm những cái không gian đó, kể cả là mình là người vô tổ chức, vô kỷ luật hoặc là không tôn giáo gì nhé. Chứng minh không tôn giáo gì, nhưng mình cứ đến đó mình trải nghiệm và xem. Mình cảm nhận đến những rất nhiều những cái điều tích cực. Tại vì họ chẳng có dạy gì mà họ làm sao nhỉ? Bỏ ra một cái khối lượng vật chất rất là lớn như vậy mà để tạo ra cái không gian như vậy. Thì chúng ta có thể thấy cái gì phù hợp, có thể là đi du lịch picnic ở những cái nơi hoang dã hoặc là đến những cái nơi mà ở trong nội thành, ngoại thành mà có những cái không gian tốt như vậy. Hơi buông lỏng dài rồi tiếp tục vặn người dựng hai chân khép vào nhau, động tác cuối nhá, xoay người sang trái vặn, xoay căng cổ về bên trái, hoặc có thể là đến những nơi tu tập truyền thiền hoặc đơn giản là đến những cái nơi mình thích thôi, đi ra cái khu vực là hoang vắng một chút, nhìn từ trên núi nhìn xuống hoặc nhìn ở sông nhìn ra xa xa cái tầm mắt thì tự động mình có cái cảm giác là thả lỏng, thoải mái, thư giãn. Mọi cảm xúc mình nó trầm lại, đúng không? Tự động mình sẽ hít sâu một hơi và thở dài ra một hơi. Đấy là mặc định nó như vậy. Thì môi trường nó tác động rất là tốt vào lý trí, cảm xúc của mình. Thì đó là ba cái giải pháp. Giải pháp đến từ nước và các cái sản phẩm cấp gốc tự do, cấp điện cho cơ thể. Giải pháp thứ hai là đến từ quá trình tập luyện yoga. Giải pháp thứ ba là đến từ cái gì nhỉ? Từ cái thay đổi cái môi trường sống của mình nó quá ngột ngạt, nhọc mỏi thì cô chú anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc là xài cả ba khi có điều kiện. Tất nhiên là trong quá trình sử dụng xài cố gắng đo lường nhé, chứ không phải là thấy tốt là tốt. Mình không thể hời hợt như vậy, mình không thể thiếu cảm xúc như vậy. Thì cứ mỗi lần mình lại đo lường, có thể là đến chùa, đến những nơi tu tập, mình cảm thấy rằng là tuyệt vời, thang điểm là 10, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái. Mình đi hưởng thụ ở những cái nơi khách sạn cao cấp một ngày thôi, không nhất thiết là phải đi xa đâu. Trong nội thành mình có đầy những cái khách sạn 5 và 6 sao, họ cung cấp những cái dịch vụ đó khoảng tầm 700 nghìn thôi. Đúng không? Mình cảm thấy tuyệt vời. Hoặc là mình đi đến những cái nơi làm sao có những khung cảnh đẹp mà miễn phí, mình cảm thấy tuyệt vời. Hoặc là tập một buổi tập yoga đem lại những cái hiệu quả, những cái hiệu suất như vậy, mình cũng cảm thấy tuyệt vời. Thì lựa chọn làm sao thấy phù hợp là được. Thôi, buông đổi bên. Đổi bên. Để tránh cái trường hợp là khi chúng ta bị khó ngủ, mất ngủ mà mình lại cứ ngồi ở trong cái không gian nhà mình oi bức, ngột ngạt. Mình vẫn ăn những cái thức ăn mà mình yêu thích. Có đúng không? Và mình vẫn tập luyện theo cái sở thích của mình. Coi việc tập luyện đó là cái môn sở thích,
Tôi thích yoga thì tôi tập yoga thôi, chứ không coi yoga là một cái giải pháp để xử lý cái vấn đề mà mình đang mắc phải. Và thầy thì hàng ngày có cái trách nhiệm là truyền tải những cái thông điệp như vậy, những cái thông tin như vậy. Còn cô chú anh chị cảm thấy cái gì mình phù hợp thì mình nhặt cái đó, chứ không nhất thiết là phải như vậy nhé. Vì yoga không phải là một cái giải pháp, mà yoga là một cái lối sống lành mạnh. Mà muốn lối có lối sống lành mạnh thì đúng là cần phải sử dụng tất cả các công cụ, chứ không phải một công cụ. Công cụ thứ nhất là đến từ vận động phù hợp, sắp xếp lại cái sự xô lệch sập sạch của mình, chứ không phải là già rồi, nhiều tuổi rồi mà lại vẫn đi tập gym, tập về tennis rồi là chạy bộ, thế thì khớp cứ tung ra mất, đúng không? Già rồi, có tuổi rồi, xương khớp lọc cọc rồi thì phải uống glucosamine, uống canxi vào, chứ không phải là cứ ăn thịt mỡ, nhất là lại là thịt gì ạ, thịt rang cháy cạnh, thịt kho tàu, rồi là xôi thịt, rồi canh bánh đa này húp cả nước dùng, ui ngọt lắm, nước dùng ngon lắm, ngọt lắm. Sáng dậy tát như tát ao như vậy thì làm sao mà không yếu. Rồi răng yếu rồi mà cứ nhai sừng sụn thì chỉ có toi cả bộ răng thôi, đúng không? Dạ dày hỏng rồi mà lại ăn những cái chất cay nóng vào, ai đó mà đau dạ dày một buổi sáng mà canh bánh đa vào, lại cho tí tương ớt vào, xong lại thêm tí tỏi vào, lại vắt thêm tí quất vào rồi chắc là sốt sốt ruột thì ngất xỉu luôn đấy, đúng không? Phải phù hợp, nhiên liệu phù hợp, thức ăn phù hợp với tình trạng mà mình đang mắc phải, mình buộc phải sự lựa chọn. Và cuối cùng là bổ sung các cái kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, nó rất là văn minh, xã hội người ta thay đổi rồi, thay đổi cuồn cuộn, 5.0 đến nơi rồi, mà mình vẫn cứ chấp niệm và là thích ăn cái món ăn đó, ăn đến 5, 6, 70 năm rồi mà vẫn thích những cái món đó thì chịu rồi, hỏng ở mức độ tế bào rồi, não mình hỏng từ trong tế bào rồi thì ai có thể chỉ chữa được giúp của mình đây, ngoại trừ chính bản thân mình thôi. Thôi buông quay lại, hai tay nâng ngang vai, anh Toàn nhìn nhá, lắc lư cái lưng của mình, rồi buổi tập đến đây là kết thúc ở đây. Chúc cô chú anh chị có một ngày cuối tuần làm việc để hiệu quả, nghỉ ngơi cũng thật là vui vẻ thoải mái. Cô chú anh chị có thể đo lường tất cả những cái điều mà thầy vừa chia sẻ vừa rồi nhé, để lựa chọn cho mình một một cái công cụ phù hợp nhất, thuận lợi nhất, tránh trường hợp mình cứ chấp niệm vào thuốc ngủ là chết dở đấy, ai đó mà đã cứ thuốc ngủ mà uống là toi là toang rồi đấy, rất là khó chữa. Còn trong trường hợp cô chú anh chị cần giúp điều gì thì cứ nhắn tin inbox riêng nhá. Rồi mình chào cô chú anh chị, cả lớp nghỉ ạ. Chị Duyên nghỉ nhé. Em chào chị Dung nhé.